Đây là hoa nghệ Tây mọc trên các cánh đồng ở Herat, Afghanistan. Mỗi bông hoa có 3 đầu nhụy hoa nhỏ, chính là nguyên liệu tạo nên loại gia vị mang tên saffron. Nhụy hoa nghệ Tây được tách ra khỏi hoa bằng tay. Có 33 trong số 34 tỉnh tại Afghanistan trồng loại hoa này. Vì vậy, Afghanistan trở thành nơi sản xuất và xuất khẩu saffron lớn nhất thế giới. Saffron được bán theo gram hoặc kilogram và đây là loại gia vị đắt nhất trên thế giới. Nhưng tại sao giá của nó lại đắt đỏ như vậy? Có một vài lý do dẫn đến giá cả đắt đỏ của saffron, đó là một chủ đề khá là phức tạp đấy. Đầu tiên, chỉ có một vài quốc gia trồng hoa nghệ Tây như Iran, Tây Ban Nha, Afghanistan và có một số nơi sản xuất quy mô nhỏ hơn như Morocco. Quá trình thu hoạch cũng cần sử dụng nhiều nhân lực vì chỉ có thể thu hoạch saffron bằng tay. Không thể dùng máy móc để thu hoạch vì phải tách từng nhụy hoa ra khỏi bông hoa. Có rất nhiều lời đồn đại về giá cả đắt đỏ của saffron. Chúng ta hãy bắt đầu lật tẩy một trong số những lời đồn đại đó nhé. Saffron đắt như vàng. Giá 1 gram vàng hiện nay trên thị trường vào khoảng 1 triệu đồng. Giá 1 gram saffron vào khoảng 160.000 đồng. Giá trị của saffron được quyết định dựa trên số nhân công thu hoạch và chế biến nó. Khác với vàng, saffron không phải là tài sản tiền tệ vì nó dễ hỏng, dễ bị tiêu hao và là loại mặt hàng hữu cơ. Tuy nhiên, saffron được người ta chú ý đến vì công dụng đa dạng của nó. Vừa là gia vị trong ẩm thực, vừa là thực phẩm chức năng, đó chính là giá trị vốn có của nó. Nếu các bạn mua saffron về vì nghĩ nó cũng như vàng thì các bạn hiểu sai vấn đề rồi, vì thực tế không phải như vậy. Vậy những yếu tố nào quyết định giá của saffron? Cung và cầu. Sản lượng thu hoạch tốt sẽ giữ giá cả ổn định, nhưng nói chung sản lượng thu hoạch của saffron rất thấp vì liên quan đến các cây trồng khác. Khoảng 0,4 hectare đất sẽ sản xuất được khoảng 2kg saffron khô. Nhân công. Cần lượng lớn nhân công vì liên quan đến vỏ nhụy hoa màu vàng của hoa nghệ Tây. Để loại bỏ vỏ nhụy màu vàng này, cần nhiều người tập trung cao độ vì tách nhụy hoa chỉ có thể làm thủ công. Sau khi thu hoạch, nhụy hoa nghệ Tây được sắp thành các bó. Có thể nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt màu sắc giữa nhụy hoa và vỏ nhụy. Vì vậy, cần phải tách vỏ nhụy màu vàng ra. Kết quả chúng ta thu được toàn là nhụy hoa màu đỏ của hoa nghệ Tây, không có phần vỏ nhụy màu vàng. Phần vỏ nhụy màu vàng có công dụng kém hơn bởi nó không có những lợi ích của các thành phần có trong đầu nhụy hoa nghệ Tây. Điều này đưa chúng ta tới điều tiếp theo sau đây. Hiệu quả và cấu trúc hóa học. Các đặc tính của saffron xuất phát từ các thành phần hóa học của nó, rosin, picocrosin và saffroner. Chúng tạo nên màu sắc, mùi hương và mùi vị cho saffron. Những thành phần này có trong đầu nhụy hoa màu đỏ của hoa nghệ Tây, nhưng không có trong vỏ nhụy vàng. Nên khi các bạn mua saffron, hãy nhớ rằng vỏ nhụy màu vàng chỉ khiến sản phẩm nặng hơn chứ không có ích gì cả. Có ít người sử dụng cả vỏ nhụy màu vàng nên nó không có hiệu quả bằng nhụy hoa đỏ. Điều này nên được phản ánh trong mức giá của sản phẩm. Cần phải mang sản phẩm vào phòng thí nghiệm để phân tích rõ thành phần các chất có trong mỗi lô saffron và cũng để chắc chắn rằng trong sản phẩm không chứa chất tạo màu nhân tạo. Các nhà phân tích sẽ xét nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo rằng nhà sản xuất không cho thêm chất nhân tạo như chất tạo ẩm hay các thực vật khác nhằm làm tăng khối lượng của sản phẩm. Thật không may là những chất này thường được cho vào sản phẩm nên bạn cần tìm một nguồn cung cấp minh bạch và đáng tin cậy khi mua saffron. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hãy nhấn nút like và để lại bình luận nhé. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng thêm nhiều video về chủ đề này nữa. Chúng tôi mong rằng mình sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về saffron, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi www.majeus.com.